Em xin chào các bác nha, em lên cho các bác một bộ chuyển kênh AV của Victor ha. Hàng Nhật về còn rất là đẹp nha các bác. Nó có hộp sách đầy đủ nha các bác. Hộp sách sách hướng dẫn với lại những cái thư từ của nó mua ha. Thì đó, dòng này là một cái dòng cơ không cần điện nha các bác. Đó, nó có 3 đường cắm nhưng mà đường cổng video thì mình không cần ha. Mình chỉ xài cổng trái phải thôi là ok ha. Hiện tại em đang để cổng số 2 là em để nhạc màng ha, cổng số 1 em để CD ha. Đó. Hai đường vào, một đường ra. Hoặc có thể là một đường vào, hai đường ra, các bác đổi lại là được ha. Còn bình thường của nó thì nó ghi ở đây hai đường ra ha, một đường vào hai đường vào ha, một đường ra âm ly ha. Là mình chỉ cần vặn qua vặn lại thôi các bác này. Đó. Em test lớn cho các bác nghe này. Đó. Chuyển qua cổng số 1 này. Đó. Em bán con này 350k, bác nào chuyển khoản em bao ship toàn quốc nha. Đó. Nhỏ gọn dễ chơi nha các bác.